Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Health Coach Emma Phạm Kitchen. Thì hôm nay chúng ta là ngày thứ 6 của chuỗi thử thách một tuần uống sinh tố xanh đặc, gọi là trị liệu luôn, bởi vì đây là những công thức sinh tố rất đặc biệt. Thì các bạn đã uống trong khoảng thời gian 6 ngày vừa rồi, mọi người có những cái cảm nhận gì chưa? Thấy có phải là đường tiêu hóa của mình tốt hơn không? Giấc ngủ của mình ngon hơn không? Da của mình cũng thấy đẹp hơn không? Sáng mịn màng hơn không? Người mình không cảm thấy mệt đúng không các bạn? Có những người giảm cân chắc là phải giảm được đến 2-3 cân rồi. Cũng có người có thể giảm 1 cân, hoặc là chỉ số vòng bụng của mình cũng đã cải thiện rất là tốt. Nhưng cái quan trọng ở đây chúng ta đó là chúng ta cải thiện về mặt sức khỏe toàn diện, và chúng ta duy trì chế độ ăn uống đó lâu dài. Thì đấy là cái mục tiêu chính của chúng ta để tham gia các thử thách như thế này. Và khi chúng ta tham gia có những lợi ích thì chúng ta nên duy trì nó lâu dài, bởi vì sức khỏe của chúng ta nó giống như một ngôi nhà sẽ lúc sạch và lúc bẩn. Nếu như chúng ta không chăm sóc nhà của chúng ta, không dọn dẹp thường xuyên, nhà của chúng ta sẽ bẩn và chúng ta sẽ bị bệnh. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái công thức hỗ trợ cho đường tiêu hóa, tốt cho hệ miễn dịch, hỗ trợ nhuận tràng này, thanh lọc gan này, tuyến giáp này, hay những người bệnh ung thư, các bạn có thể uống công thức này đều rất là tốt. Mình sẽ gồm tương tự những thực phẩm superfood mà mình đang sử dụng đấy ạ. Đó là cái bột tảo đỏ và bột tảo biển màu xanh như thế này. Một miếng gừng và một miếng nghệ nhỏ đấy, tùy theo anh chị em mình để sử dụng. Tiếp nữa là mình sẽ gồm một miếng đu đủ rất là lớn. Đu đủ thì giàu enzym tiêu hóa rất tốt cho nhuận tràng, nên chúng ta như chịu khó ăn đu đủ, hàm lượng vitamin A, vitamin C nhiều, rất tốt cho gan của chúng ta. Thì chúng ta dùng một miếng đu đủ to để khoảng 150g, tùy theo cái nhu cầu cơ thể của mỗi người. Bởi vì theo cái phương pháp ăn xanh buổi sáng, chúng ta ăn rau củ quả thoải mái, nên khi nào chúng ta cảm thấy no thì thôi nhé. Lại một cái thực phẩm nữa mà hôm trước chúng ta ăn đó là lô hội, rất tốt cho chúng ta, nhuận tràng này, tốt lại chống lại tế bào ung thư, chịu khó ăn. Và chúng ta tạo vị ngọt trong ngày hôm nay là một quả chuối to, hoặc là hai quả chuối nhỏ, tùy theo anh chị em mình thích cái vị ngọt thì chúng ta lựa chọn 3-4-5 lá ngò đấy ạ, và 2 nắm rau xanh. Nhà em Ma có rau gì dùng rau đó, nhà anh chị em cũng tương tự. Hôm nay nhà mình dùng nắm rau cải xoăn này, cải keo xoăn này, rau xà lách này, đấy, rau một chút rau bina này, như 4 loại rau tổng hợp. Và mình sẽ cho khoảng 350ml và mình cho vào máy mình xay như mọi khi nhé. Cái công đoạn xay thì Emma sẽ không quay nữa để anh chị em mình biết rồi. Mình sẽ cho vào máy và mình xay thôi. Thì sau khi các bạn xay xong nó sẽ xanh đét như thế này, vì cái màu xanh rất tốt cho tế bào của chúng ta. Rất là ngon, tế bào máu của chúng ta, chất diệp lục. Đấy, rất là hấp dẫn. Rồi mời cả nhà bữa ăn sáng. Thì các bạn uống cái công thức sinh tố này thay một bữa ăn chính của các bạn là bữa sáng, giống như Emma. Và hôm nay chúng ta đang ngày thứ 6 rồi đúng không? Chắc là các bạn cũng quen rồi. Còn bạn nào chưa quen, các bạn hãy cố gắng làm quen. Có rất nhiều anh chị, các cô và các bác theo cái chế độ ăn sống xanh mà Emma hướng dẫn, đã có những người họ chữa lành bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, họ giảm cân rất là tốt và cơ thể của họ cải thiện sức khỏe một cách tích cực. Cho nên anh chị em mình cố gắng. Còn những ai mà chưa biết về cái phương pháp này ăn xanh sống khỏe, phương pháp cơ thể tự chữa lành, thì các bạn lên trên Tiki hay Shopee, các bạn có thể đăng ký cái quyển sách sinh tố xanh này. Các bạn làm theo một trong 3 phương pháp. Một phương pháp đó là một ngày uống một bữa sinh tố xanh này thôi cũng được. Cái phương pháp thứ hai là một ngày chúng ta uống 2 bữa. Phương pháp thứ ba là một ngày chúng ta 3 bữa. Tùy theo cái nhu cầu cơ thể các bạn mong muốn như thế nào. Muốn giảm cân nhanh, muốn thanh lọc nhanh thì chúng ta làm một ngày 3 bữa. Còn muốn mà chỉ là để cải thiện sức khỏe, thay đổi từ từ thì chúng ta có thể làm một ngày một bữa. Thì các công thức sinh tố trong chuỗi 7 ngày này của chúng ta là những công thức sinh tố rất đặc biệt, mang tính chất trị liệu, thanh lọc nó chuyên sâu hơn. Còn các bạn tham gia cái trong quyển sách sinh tố xanh này có 7 công thức và 7 ngày uống, nó là những công thức nó khác, nó dễ uống hơn và hiệu quả cũng rất là tốt. Các bạn nên có quyển sách này. Ngoài việc uống sinh tố ra, các bạn cũng nên áp dụng theo cái phương pháp uống nước ép trị liệu và chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành trong cái quyển sách này mà Emma đã xuất bản, để các bạn có thêm nhiều đồ uống healthy hơn cho chính bản thân mình và cho gia đình các bạn áp dụng. Còn đối với gia đình mình vẫn ăn theo chế độ ăn thịt cá, các bạn nên áp dụng phương pháp ăn sạch sống khỏe, eat clean. Thì đây là 3 quyển sách về hướng dẫn mọi người chế độ ăn xanh, ăn sạch để mọi người làm sao ăn uống tốt, vẫn được ăn ngon, để cải thiện sức khỏe, để chữa lành tại nhà. Anh chị em mình có thể đăng ký 3 quyển sách này tại Tiki, Shopee, các nhà hiệu sách đều có. Cho nên là hy vọng là anh chị em mình ai ai cũng có những cái bí quyết sống khỏe tại nhà. Nếu như cả nhà thấy video của Emma hữu ích, mọi người đừng quên chia sẻ lại video của Emma tới người thân, bạn bè để cùng nhau tham gia. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai nhé, thứ 7.